Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2020, đăng ký năm 2021 và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì còn rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới quý bạn nhá, vì chiếc xe này mới chạy có 1.600.000 km thôi và đồng hồ công tơ mét là chúng tôi cam kết là chuẩn quý bạn nhá. Và trong nội thất nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông, và chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chủ xe cũng đã độ lên rất là nhiều đồ xịn ngay từ lúc mới mua, ví dụ như là dán phin cách nhiệt của Mỹ xịn Luma này, và màn hình Android và camera toàn bộ camera 360 của ZTEC quý bạn nhá. Toàn bộ những cái đồ mà chủ xe độ lên cho chiếc xe này lên tới là 45 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này còn nguyên bản từ dàn lốp ạ. Dàn lốp rất là dày vì chiếc xe mới lăn bánh có 1.600.000 km thôi. Lốp sơ cua còn mới tinh, chưa hạ quý bạn ạ, rất là đẹp rồi. Phiên bản 2.0 này là cái phiên bản đầy đủ rồi nhá. Cho nên là bây giờ đã có đầy đủ từ camera 360 này. Đấy, cho nên cảm biến quanh xe, hệ thống đèn pha là đèn pha LED bi xenon và full LED, và có cả đèn LED ban ngày hay còn gọi là đèn daylight. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, không những là cam kết với quý bạn là không tai nạn mà cái nước sơn này còn zin cả xe cơ quý bạn ạ. Nước sơn zin cả xe, chưa sơn lại một vết nào cả. Đấy, trên thân vỏ này chúng tôi vừa mới mua về thì nó cũng có xước sát vài một cái vết nhỏ thôi, nhưng chúng tôi để nguyên cho nó zin cả xe, sơn zin cả xe quý bạn nhá. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 650 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước là 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2.0 Premium này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium 2021 tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2021 phiên bản 2.0 Premium này quý bạn nhé. Tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn về cái phần thân vỏ bên ngoài thì quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối luôn ạ. Tại sao tôi lại nói là yên tâm tuyệt đối? Vì chiếc xe này thì tôi cũng vừa mới mua về, và mua về là chiếc xe này là chúng tôi cam kết với quý vị và bạn. Thứ nhất là đồng hồ nguyên zin 1.600.000 km, và thứ hai nữa là cái phần sơn, nước sơn còn nguyên bản theo xe quý bạn nhé, chưa có sơn lại một tí nào luôn quý bạn nhé, chưa có một cái vết sơn lại. Đây, chúng tôi mua về là nó cũng xước sát như này đấy ạ. Đấy, nó xước sát rất là nhỏ như này thôi. Đấy là chúng tôi để nguyên quý bạn nhé. Đấy, những cái vết xước rất nhỏ như thế này này, chúng tôi để nguyên ở trên xe này, chưa có đánh bóng luôn quý bạn ạ. Đấy, những cái vết bẩn này phải nhìn thật sát vào mới thấy được. Đấy, và rất là đẹp quý bạn ạ, chưa có đánh bóng, chưa có dọn dẹp gì quý bạn nhé, mà đẹp như này đấy ạ. Về cái phần thân vỏ thì quý vị bạn có thể yên tâm luôn ạ. Đấy, rất là đẹp, sơn zin nguyên bản theo xe, phải nhìn thật tinh vào thì mới thấy được cái những cái vết xước của nó đây này. Đấy, rất là nhỏ thôi quý bạn nhé, chúng tôi có để nguyên vì là nó sơn zin nguyên bản, chưa có sơn lại một cái vết nào cả. Đấy, rất là đẹp. Về cái phần ngoại thất thì quý bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này. Cho nên là chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, dù là những cái vết đâm nhỏ nhất quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Và đặc biệt thì là chủ xe cũng đã lắp thêm đồ cho chiếc xe này lên đến 45 triệu đồng. Đây là camera 360 ZTEC đây quý bạn nhé. Đấy, cái bộ cam này rất là xịn quý bạn này. Bộ cam này là cam ZTEC. Đấy, cam 360 đều của ZTEC hết này. Đây là cam ở trên gương.
Đấy, cam, đây là cam trên gương. Và cam sau. Cam sau thì chắc là chiếc xe này là sử dụng luôn cái cam nguyên bản của xe rồi. Đấy, cam sau là sử dụng cam nguyên bản của xe. Đây là cam trên gương. Đấy, cam trên gương đây, quý vị bạn nhé. Cam 360 đầy đủ rồi. Và nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy được là ở cái phiên bản 2.0 Premium thì chiếc xe này đã được trang bị đầy đủ các option, ví dụ như là cảm biến trước này, cảm biến trước sau hay còn gọi là cảm biến quanh xe, và hệ thống đèn pha là hệ thống đèn full LED các bạn nhá, đèn pha full LED này, đèn daylight ban ngày rất là đầy đủ rồi. Ở những chiếc xe Hàn Quốc, đặc biệt là chiếc xe Kia Cerato này thì option thì không bao giờ thiếu một cái gì cả các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan trên gương và là gương chiếu hậu gập điện quý vị ạ nhé. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương và dàn lốp theo xe còn mới nguyên luôn quý bạn nhé, vì chiếc xe mới lăn bánh có 1.6 vạn thôi, cái dàn lốp theo xe còn mới nguyên đấy, cả một cái dàn lốp này đều mới nguyên quý vị bạn nhé. Đấy, dàn lốp theo xe đây còn mới tinh quý bạn ạ, có thể nói chiếc xe này đẹp hiếm có. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị là cảm biến áp suất lốp rồi quý bạn nhé, xe đã có sẵn phiên bản này là đã có sẵn cảm biến áp suất lốp rồi quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp này. Nhìn về đằng sau hay còn gọi là cái ba đợt sốc sau của chiếc xe thì quý bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi. Và đặc biệt là ở cái phiên bản 2.0 này thì Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato này là một cái ống bô đôi quý bạn nhé, động cơ 2.0 bô đôi. Đấy, và ở cái phiên bản Kia Cerato 2.0 này, Premium thì option đầy đủ rồi. Và cái cụm đèn hậu đây thưa với quý vị và các bạn, cụm đèn hậu cũng còn rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, cụm đèn hậu rất là mới quý vị bạn nhé. Nhìn về đằng sau rất là đẹp luôn. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, tôi đang quay ở trong cái khu vực này thì cũng có một vài nhà là thỉnh thoảng người ta đang sửa cho nên là nó có những cái tiếng ồn, thì quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm nhé. Tôi quay ở đây là nó có tiếng ồn của gọi là công trường xây dựng. Đấy, cụm đèn sau thì rất là đẹp rồi. Cụm đèn trước thì quý vị bạn thấy đây ạ, cũng rất là mới này. Cụm đèn pha rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Đấy, cho nên là cụm đèn rất là đẹp. Nhìn tổng thể về cái phần ngoại thất bên ngoài thì quý vị các bạn thấy được đấy ạ, chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Cái phần thân vỏ bên ngoài thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái này. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này là còn nguyên bản luôn quý bạn nha. Chắc chắn với quý vị và các bạn một điều là còn nguyên bản ạ, vì bên ngoài còn chưa có bị sơn lại cơ, cho nên là bên trong này còn nguyên là cái điều đương nhiên rồi quý bạn nhé. Tôi có lẽ bỏ qua cái phần giới thiệu về phần keo chỉ vì chiếc xe này nó quá là mới, chưa có một vết sơn lại bên ngoài thì chắc chắn là bên trong là nó còn nguyên là điều đương nhiên rồi. Đấy, vô lăng, cần số, tay phanh đây quý bạn này đều rất là đẹp nhá. Bên trong này còn chưa bóc ni lông được quý bạn xem này. Đấy, chủ xe từ lúc mua về đến bây giờ mà rất nhiều chỗ này còn chưa bóc ni lông quý vị bạn xem đấy. Đấy, đây nhá, chưa bóc ni lông luôn này. Đấy, còn nguyên chưa bóc ni lông. Rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Ghế chỉnh điện này, ghế lái chỉnh điện, cửa nóc. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, tức là sản xuất cuối năm 2020 và đăng ký năm 2021 quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Từ những cái con ốc các thứ là còn nguyên bản hết luôn ạ. Và chủ xe cũng rất là cẩn thận này, đã ốp bậc cửa này. Đấy, rồi là trải sàn 5D. Đấy, ốp bậc cửa trải sàn 5D. Rất là đầy đủ rồi. Nội thất là hai màu, nội thất ghế da hai màu đỏ đen quý bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Đấy, keo chỉ là cũng còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Bên ngoài còn nguyên cho nên là bên trong là đương nhiên là phải còn nguyên rồi. Và rất là đẹp này, đẹp từ cái táp bi cánh cửa này cho đến những cái phần ghế sau đều rất là đẹp luôn, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì không khác thì một chiếc xe mới đâu ạ. Trong nội thất cũng rất là mới này, từ bậc cửa này,
Đó, chủ xe cũng đã dán bật cửa này, lót sàn 5D. Tổng mà cái tiền đồ mà chủ xe này vào cho chiếc xe này là lên đến 45 triệu đồng quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần táp lô táp bi cũng như là về cái phần option của chiếc xe. Đó, trước tiên thì tôi vẫn bật chìa khóa này lên cho quý vị bạn cùng xem đã. Khóa thông minh, đèn nổ rất tát tốt rồi. Đấy, màn hình ZTEC đây. Màn hình ZTEC xịn đây quý vị bạn nhé. Tích hợp camera 360. Tôi tạm thời tắt cái điều hòa đi cái đã. Đấy, thưa với quý bạn, đây là điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Đấy, màn hình ZTEC đang khởi động quý vị bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị các bạn. Chiếc xe này mới lăn bánh có 1.6 thôi quý bạn ạ, 16698 đấy. Và vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, cruise control này, kiểm soát hành trình hay còn gọi ga tự động, đầy đủ hết cả rồi quý bạn nhé. Đấy, vô lăng rất là đẹp luôn ạ. Đấy, màn hình ZTEC camera 360 tất cả đang khởi động đây, thưa với quý vị các bạn. Cảnh báo áp suất lốp hiển thị ở trên cái màn hình này, đầy đủ rồi. Trước khi chúng ta lên xe là xem cái cảnh báo áp suất lốp này xem đã đủ chưa, có thể phục vụ được mình trong những chuyến công tác chưa. Đấy, camera 360 khởi động quý vị các bạn nhé. Đấy, camera 360 nhìn, có thể nhìn quanh xe. Và chia sẻ với quý vị bạn, với hệ thống camera của chiếc xe này có thể giám sát chiếc xe này mà bằng từ xa luôn quý bạn nhé. Giám sát từ xa, tức là quý vị các bạn ngồi ở nhà có thể quý bạn theo dõi điện thoại cũng biết là chiếc xe của mình xung quanh đang có những ai, có những cái gì và có vấn đề gì xảy ra, chúng ta có thể quan sát được quý bạn nhé. Đấy là cái hệ thống của camera ZTEC này đấy ạ. Đấy, không phải là quảng cáo cho hãng ZTEC đâu, nhưng mà thưa với quý vị và các bạn, với cái bộ camera 360 nó rất là xịn quý bạn nhé. Đấy, và chiếc xe mới lăn bánh có 1.6 thì quý bạn xem này, từ những cái vô lăng, đấy, cần số tay phanh các thứ đây, thưa với quý bạn này, đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Và ở chiếc xe Kia Cerato 2.0 2020 này là có cả sạc điện thoại không dây này quý bạn này. Đấy, đặt điện thoại ở đây là có thể sạc được rồi quý bạn nhé. Sạc điện thoại không dây. Đấy, và tiếp theo thì tôi lại tạm thời tắt cái điện của chiếc xe này đi và tôi sẽ ra ngoài, tôi giới thiệu tiếp cho quý bạn đây những cái phần trần này. Trần cũng rất là đẹp và cửa nóc bản 2.0 này đã cửa nóc luôn quý bạn nhé. Đấy, nỉ trần. Nội thất chiếc xe này là màu đen và da cũng đỏ đen cho nên là rất là đẹp quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp và sạch sẽ các bạn nhé, vừa sang vừa sạch. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đấy, chiếc xe chạy quá ít cho nên là cái cốp sau này cũng đều rất là đẹp đây, thưa với quý bạn. Từ đẹp từ những cái phần nỉ này, đấy, những cái phần nỉ này đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé, cho đến những cái phần cốp sau. Thưa với quý vị và các bạn, chủ xe từ lúc mua xe đến bây giờ cái bộ thảm lót chân này còn chưa dùng cơ ạ. Đây là cái bộ thảm lót chân nguyên bản theo xe nhé. Chủ xe lắp thêm cái bộ thảm lót chân 5D cho nên là bỏ ra cái bộ lót chân này là xịn theo xe, chưa dùng đến này. Và lốp xe cua đây, thưa với quý vị và các bạn, rất là mới luôn ạ, chưa có sử dụng tí nào. Lốp xe cua còn nguyên bản, chưa dùng tí nào và rất là mới đây, thưa với quý vị các bạn. Cho nên là chiếc xe này nhìn vào đây thì nó không khác gì một chiếc xe mới quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp rồi. Tiếp theo thì tôi lại mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ các thứ là còn nguyên luôn. Đấy, táp bi thì rất là mới quý vị bạn nha. Táp bi cánh cửa rất là mới này. Nội thất ghế da đằng sau cũng rất là mới luôn. Đấy, nội thất rất mới, rất là đẹp đấy ạ. Đẹp từ những cái phần sàn, lót sàn 5D mà chủ xe cũng đã trang bị cho chiếc xe này rồi. Và ở cái phân khúc hạng C sedan với chiếc xe Kia Cerato này thì Kia cũng đã trang bị cho cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi quý bạn nhé. Rất là đẹp này, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý bạn cùng xem, cũng là bấm tay để mở cửa này. Đấy, cánh cửa phía sau cũng bấm tay để mở cửa. Đấy, đẹp từ những cái phần keo chỉ là nguyên bản luôn này, cho đến là táp bi cánh cửa này đều rất là mới. Đấy, táp bi rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Đấy, và từ những cái bậc cửa này bước vào thì quý vị bạn cũng đã thấy nó rất là sạch. Đấy, rất là sang.
Đấy, chủ xe cũng đã lót sàn 5D này. Và đặc biệt là nó còn rất là mới. Đấy, quý vị bạn xem là cái tay số này, củ số này, tay phanh này, vô lăng đều mới tinh như thế này đấy ạ. Chiếc xe này lăn bánh có 1,6 vạn thôi, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Không khác thì một chiếc xe mới, mà chiếc xe này thì chủ xe lại đã vào thêm rất là nhiều đồ rồi. Cho nên là quý vị và các bạn nếu như mua chiếc xe này thì không những quý vị các bạn vừa được rẻ mà lại vừa được sử dụng những cái đồ mà chủ xe đã lắp vào cho chiếc xe này rồi quý vị bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản 2.0 Premium này thì Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato này là một cái khối động cơ xăng DOHC 2.0 lít quý vị các bạn nhé. Và điều đặc biệt thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn xem đây ạ. Bên ngoài nó còn nguyên bản, cho nên là bên trong nó còn nguyên bản là điều đương nhiên rồi ạ. Nguyên bản từ cái ốc cabo này cho đến những cái phần keo chỉ cabo quý vị các bạn nhé. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản luôn này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu. Đấy, còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này là còn bảo hành tại hãng luôn quý vị các bạn nhé. Cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm, tất cả các con ốc còn nguyên bản ạ. Vì bên ngoài chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì cả, cho nên là bên trong nó còn nguyên bản là điều đương nhiên đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị động đến quý vị các bạn ạ. Đấy, còn nguyên bản và còn rất là đẹp này. Động cơ 2.0 DOHC 2.0 đây quý bạn ạ. Tất cả còn rất là mới quý vị bạn nhá, từ những cái ốc chân máy này. Đấy, đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, về cái động cơ này thì còn bảo hành tại hãng, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không bị tai nạn, không bị ngập nước, động cơ nguyên bản. Và cái động cơ này thì chủ xe cũng mới bảo dưỡng, tức là mới thay dầu lần thứ 3 thôi quý vị bạn ạ. Đấy, vì mới có 1,6 vạn mới thay dầu một lần thứ 3 thôi, cho nên là không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Có thể nói chiếc xe này bây giờ là mới là chạy hết rốt đa thôi quý vị bạn nhé. Đấy, cho nên là rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Quý vị bạn có thể yên tâm tuyệt đối, hoặc là quý vị bạn có thể đem vào hãng để check chiếc xe này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Kia Cerato 2021 tên tư nhân biển Hà Nội phiên bản 2.0 Premium này ạ. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và nước sơn còn nguyên bản quý bạn nhé. Chưa có một vết nào sơn lại quý vị bạn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 650 triệu đồng ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe thì quý vị bạn đã được nhận xe. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2021 phiên bản 2.0 Premium tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Yeah.